Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 22 điểm ngập. Đến năm 2021, tình trạng ngập sẽ chấm dứt ở khu vực trung tâm, sau đó dần giải quyết ra các khu vực khác. Trong năm nay, nhiều dự án ngăn triều sẽ hoàn thành, kết hợp với hàng loạt dự án chống ngập, được kỳ vọng là sẽ giải quyết được triệt để vấn đề ngập gây bức xúc trong nhiều năm. Cống kiểm soát triều Tân Thuận, một trong 6 cống kiểm soát triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Đây là vị trí có mật độ giao thông thủy lớn nhất trong vùng triển khai dự án. Hiện các công nhân, kỹ sư đang tập trung để hoàn thành những hạng mục còn lại như buồng bơm, kè mang cống. Theo đại diện chủ đầu tư, hiện nay tiến độ của toàn bộ dự án đạt khoảng 77% khối lượng công việc và công trình sẽ được vận hành vào tháng 10 năm nay. Tất cả những cái công trình mà khó khăn nhất, tức là công trình dưới nước ấy, là đã xong. Tất cả đã lên trên mặt nước và giai đoạn sau cùng này ấy, là giai đoạn chủ yếu. Đó là cái vấn đề về lắp đặt thiết bị. Đa phần những cái phần mà khó khăn nhất thì chúng ta đã vượt qua. Thành ra là chúng tôi là dự kiến là nếu như là huyện Nhà Bè cũng như quận 4 giải quyết xong cái vấn đề và Bình Chánh giải quyết xong cái vấn đề về đền bù thì chúng tôi cũng cam kết rằng là như vậy cơ bản chúng tôi cũng sẽ hoàn thành khánh thành vào trong cái tháng 10. Nhiều công trình kiểm soát triều bờ tả sông Sài Gòn cũng đạt tiến độ khoảng 90%. Công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy một số khu vực như Rạch Cung, Lòng Đèn, quận 8 cũng đạt 49% khối lượng và dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Nếu như các công trình này vận hành đồng bộ sẽ giảm ngập cơ bản cho 7 quận huyện với diện tích 570 km2. Thành phố sẽ có một cái vùng gọi là vùng sóng nước ổn định. Tức là khi mà triều lên rất lớn thì các cái van ngăn triều như hồi nãy các bạn đi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó ngăn lại không cho triều vào. Nhưng mà khi mà là gì mưa lũ rất là lớn thì là những cái van này nó sẽ tháo ra nước ra và nó giữ một cái lượng nước ở trong cái khu vực bên trong của nó là một lượng nước ổn định. Theo thống kê, trong 5 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã chi hơn 25.900 tỷ đồng để thực hiện các dự án chống ngập. Thành phố đã giải quyết được 25 trên 36 điểm ngập trên các trục chính. Hiện thành phố đang tập trung kêu gọi xã hội hóa các dự án chống ngập. Tuy nhiên, việc này là không dễ khi thành phố chưa có hành lang pháp lý rõ ràng và khả năng thu hồi vốn của nhà đầu tư là không cao.